Nhìn thấy con đẹp trai sao? Nhìn thấy con đẹp trai sao? Con ấn tượng với bà này là cái giọng cười bác. Nó kinh khủng lắm chú. Đâu cười sao đâu? Rõ mà nó cười có duyên vậy? Anh bay ra tới ngoài cắm nhắn tin cho bạn kia là ồ em ơi em có Nha Trang không? Em đi đám cưới cho anh không? Ủa sao anh không nhận bạn gái? Anh thấy công khai rồi mà. Đâu có là anh đâu có bạn gái. Sáng trời cười thì rất là ok, nhưng mà canh đêm cười thì rất là ma mị. Cái này chỉ là một cái ga nhỏ của 1/10 thôi cô. Có lần bà này công an đưa về luôn, con giật mình luôn mà. Em là Nguyễn Duy Phước, sinh ngày 28/12/1990. Rồi xin mời vợ của Phúc ạ. Dạ, con là Hồng Phương ạ. Hôm nay con 28 tuổi. Dạ, hiện tại là con đang làm freelancer và bán vé máy bay. Khách hàng thân thiết của con là vợ chồng anh Mạc Văn Khoa. Coi như là một năm mà bán cho Mạc Văn Khoa là cũng đủ doanh số rồi đó, đúng không? Dạ. Rồi cơ duyên nào mà hai đứa khiến xui gặp nhau nè? Cái lần đầu tiên mà hai vợ chồng con gặp nhau là Khoa mở cái quán bún đậu ở Cần Thơ. Dạ, và vợ con ở Cần Thơ thì thành ra là vợ đi mua bún đậu thì kiểu như nhìn thấy con đẹp trai sao? Nhìn thấy con đẹp trai sao? Là mua xong ra kêu lấy đồ về, cô là có một cái hộp bún đậu và một cái hộp rau riêng với cả đũa, là bà quên đũa quên rau luôn, chỉ mang hộp bún đậu về thôi. Ảnh này tự tin vậy như nhan sắc của ảnh, chứ thật sự ra là con cái lúc đó là con chỉ nhớ là tại sao cái đôi đũa với cái bịch rau đâu rồi. Chứ con không suy nghĩ gì tới ổng hết trơn á. Ổng sợ con phốt á, ổng xin số điện thoại quay lại thì thật ra là con để quên. Bà này làm dữ quá đi, thế là thành ủa làm dữ là sao, kiểu như là sao mà để quên rồi xong rồi bảo bây giờ em tính lại là... tính quậy luôn hả? Cho nên là bạn mới thấy vội vàng xin số điện thoại liền, đúng không? Đúng ạ. Dạ. Vút giận ba đi, xong rồi bắt đầu là thôi để anh có gì anh, nếu mà em có đặt nhiều bún đậu không thì sau này liên hệ cho anh là anh sẽ giao tới tận nơi. Giao tới cho em. Dạ. Cái ấn tượng của con khi mà lần đầu tiên con gặp bạn này á. Dạ thấy kiểu giống như là nhẹ nhàng, cái giọng rất là ấm áp, chứ ngoại hình thì con nghĩ là không. Ngày hôm sau có gặp liền không? Dạ không ạ. Bằng đi một thời gian thì kiểu như là hai đứa cũng có nhắn tin chăm sóc khách hàng đúng dạ, không? Đúng ạ. Tại vì con ấn tượng với bà này là cái giọng cười của bác. Nó kinh khủng lắm chị. Đâu cười sao đâu? Đó. Mà nó cười có duyên hết. Còn ấn tượng với giọng cười bảo là ví dụ người này phải có một cái tâm hồn vô tư lắm mới cười được như thế này. Nhưng mà sau khi mà lấy bà này về là con chuyển qua là báo thức ạ. Sáng trời cười thì rất là ok, nhưng mà canh đêm cười thì nó rất là ma mị. Cái này chỉ là một cái ga nhỏ của 1/10 đó cô. Chứ còn ở nhà là canh đêm mà khoảng tầm 12 giờ mà bác xem cái gì vui vui hài hài là còn ám ảnh luôn đấy. Có một lần con ngủ không được. Cái con cò, cái con chó, con mèo này kia mà con cười luôn dữ. Ổng quay qua, ổng tưởng là con mớm, giả bập bập nữa. Vậy nè. Thằng nhỏ bởi vậy nó ôm nhôm nhất à. Nhiều khi nó cũng có được đâu. Mơ tự dưng bật cười ha. Cái gì vậy? Cái gì đây? Nhưng mà thật sự nó rất là mắc cười, không nhịn được. Không mà dễ thương mà. Dạ. Có nói trong nhà là có Lộc á. Cái lần đầu tiên mà mấy đứa gặp nhau là ở chỗ nào? Bằng một thời gian con lại về thành phố con làm. Thì bà này có một lần đám cưới của bạn bà ấy. Trên đây là không có bạn bè mấy, chỉ có bạn là đám cưới thì bạn lo tiệc của bạn ấy rồi. Bà này mới nhắn tin bảo là anh ơi, bây giờ em chuẩn bị lên thành phố mà em không biết đường nào, thế là nhờ anh đưa em đi lại. Thì lúc ý là hai đứa mới bắt đầu là chính thức gặp mặt nhau để nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn ạ. Đám cưới là chắc cũng sẽ có men, có rượu trong đó rồi. Thì nó có nảy sinh tình cảm không? Dạ thật ra thì con là cũng nhát gái lắm. Vậy không? Vâng ạ, con đưa bạn ấy về bình thường ở khách sạn thôi, nhưng mà bảng đi một thời gian nữa là tầm 2 tháng nữa. Trời bạn ấy lại như là lại đi đám cưới nữa thì đợt ý mới xảy ra chuyện ạ. Chuyện gì? Cái lúc quen nhau đến bây giờ đến cái lúc cưới luôn á, con không biết là con là thóc hay là gà. Con không biết là con là thóc hay là gà. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Cũng đưa về cái khách sạn quen ý. Thì là bạn ấy mới bảo là thôi bây giờ kiếm cái gì hai đứa tâm sự. Dạ, lúc ấy cũng có nói chuyện nắm tay sơ sơ rồi. Dạ sơ múi được tay. Dạ bảo ngồi nói chuyện không ở trong khách sạn thì mệt quá. Vả nước bọt ra, thế là bảo là mua 10 lon bia đi, em 5 lon anh 5 lon. Nhưng mà cái đồ của con thật sự đồ của con tầm 3-4 lon là con say quất cần câu rồi. Bà này bác bảo em uống có một ly sâm panh là em say rồi. Con chúc đến 4 lon trong đầu say rồi chết. Bắt đầu bà bảo mê bà thấy ý con rồi, bà thấy con gần say rồi, là con mà say là con đi ngủ luôn, con không có động chạm nói chuyện gì nữa. Là bà ý em say quá, thế là chuyện gì nó cũng tới rồi cô. Sau cái lần ý là về mệt, đi làm với Khoa mệt gần chết luôn. Ăn cơm có một lần mà khả năng là thổi cơm cả đời ạ. Dạ là chín luôn ạ. Đợt ý là hai đứa con có tin vui. Dạ. Phát một ăn ngay luôn. Phát một ăn ngay luôn. Vâng ạ. Thì bọn con không biết, thì mãi sau 2 tháng mấy, 3 tháng ấy, thì em bị mất. Công việc của con là lúc đó là đang làm nghiên cứu về thuốc bảo vệ thực vật.
do làm trong cái môi trường quá chất quá nhiều. Lúc đó là nó vừa mới hết Covid rồi, các con bị dính Covid rồi thêm làm trong quá chất hơn nữa là mất bé luôn. Là lâu chưa vậy con? Mới năm ngoái. Mới năm ngoái đúng không? Dạ. Sau cái sự cố đó là con có bị ảnh hưởng tới tâm lý? Dạ, con bị trầm cảm. Lúc đó con cảm thấy như thế nào? Ban đầu là con không biết, rồi công việc vẫn tiếp tục. Xong rồi cái con mới tới khi mà biết rồi thì con báo cho anh hay. Rồi anh mới nói là thôi bây giờ em ngưng cái công việc đó đi. Thì con mới hỏi là công ty là còn cái phòng ban nào khác để con điều chuyển ở bên đó để con làm bên văn phòng. Thì chưa kịp điều chuyển nó không được bao lâu nó cái con bị mắc Covid. Cái nhà của con cách công ty cũng khá xa. Cái con ở trong cái phòng trọ đó vừa bị Covid vừa có em bé nữa, rồi cái xảy rồi con bị trầm cảm, con kiểu như là cuộc đời con không cảm thấy nó bị sao sao, kiểu như là đứa đầu á nên khó chịu trong người, kiểu muốn tìm tới cái chết nhiều hơn. Gọi điện cho con thì lúc nó khóc quá trời khóc. Thì con ở đang làm ở trên đây, lúc đó là tầm 2 giờ đêm. Con chạy xuống đấy, con mở cửa ra thì cái khoảng cách đầu tiên là bán vợ con là nằm ở trên co ro lại ở trên cái giường á, mà khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi con bắt đầu là con mới ôm lại thôi, bảo bây giờ không có gì cả. Bây giờ nói chung là cái chuyện nó xảy ra không ai mong muốn. Thì bây giờ mình cố gắng thôi, anh thương em. Vì với cả làm người đàn ông thì bắt buộc phải tất cả những cái gì mình làm đều phải có trách nhiệm hết. Xong rồi con đưa bà về, bà vợ con về thì ở nhà bố mẹ thì hai đứa cũng không dám nói với bố mẹ là cái vấn đề đó. Chuyện mà con có em bé là ba mẹ con không biết luôn. Gì dạ, luôn. Hiện tại là ba mẹ vẫn chưa biết luôn. Cái thời điểm đó cái gì để làm cho con vượt qua được cái trầm cảm đó? Có ảnh ở kế bên kiểu như ảnh động viên liên tục. Nhưng mà ảnh về không kịp là nó sẽ xảy ra chuyện á. Dạ. Nhưng mà cái việc mà con đi xử lý tất cả mọi thứ là một mình con hay là có ai đi với con? Dạ, có cái bạn gần phòng trọ của con hỗ trợ tiếp. Dạ. Chứ ảnh lúc đó anh về không có kịp, báo cho ảnh hay là đã xong rồi hết rồi. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới về gặp gia đình và xin cưới hỏi đàng hoàng? 3-4 tháng sau ấy, con muốn là cho bà này bà qua được cái giai đoạn khủng hoảng ấy đi. Đúng rồi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 1 năm rồi con. Rồi vậy thì sang cái trang chương 2 đó con. Phúc có nói trước, ngoài cái tiếng cười ma mị đó, còn cái điểm nào mà con hùng siêu phách lạc đó? Với cái thân xác của con hiện tại như bây giờ với cái thân là xác do bà ấy. Còn bạn gái ngay to lắm cô ạ. Con nghĩ là sau khi xem một cái bộ phim hài rồi, cười cho đã rồi, con bé nó mệt, bà thằng này nó phải thức, là bởi vì nó ngủ không được bởi tiếng cười. Lúc đó con bé nó mệt, con bé ngủ không? Bà con bé vừa đặt mình xuống ngủ thì con bé ngáy. Bà thằng này tiếp tục không ngủ được. Ngoài cái ngáy ra thì còn một cái là kiến răng. Vừa ngáy vừa nghiến. Không ưa con về cái chuyện gì canh ngày là bà tối bà nghiến kinh lắm. Ngáy là rống ạ. Hôm nào mà vui là ngáy, êm đềm hơn. Nói chung là dạ, ngáy mà nền nã. Dạ, còn ngày nào nó tức giận thì nó ngáy là coi như rền rã, rền vang. Đúng không? Khi nó tức thì nó cười, khi nó ngủ thì nó ngáy, khi nó giận thì nó nghiến. Dạ đúng rồi. Ở chung nhà với em anh không sợ ma chứ còn gì nữa. Cái hơi người, cái tiếng người đúng không cô? À. Thì làm sao mà sợ ma là không cần thờ cúng gì luôn đó. Về cái phần là tính tình, vợ con thì hay kiểu như lèm bèm. Con không thích, con đi làm về nhiều khi là công việc là hai anh em đi về làm mệt, mệt chân thì thối, người thì hôi. Xong rồi chưa kịp vào để thay quần áo hay là gì đó, anh coi phụ em cái này nha, anh coi phụ em cái kia nha. Trời, anh thấy vợ anh làm mà anh không, anh lèm bèm xong. Đúng rồi còn dạ, ví dụ là đàn ông cái lúc ham muốn thì bà ấy lại không, hoặc là bà ấy ham muốn thì con lại mệt quá. Thế thành ra là bà cứ trách con là không có quan tâm hay là gì đó, là không chịu cảm thông á. Hai vợ chồng là về nhịp sinh học lại không có cộng hưởng. Rồi còn cái gì nữa không? Có ghen không? Đã có nhiều lắm cô. Ghen kể sao? Tới sáng á là ghen dữ lắm, ghen cả trên Facebook tất cả cái gì luôn. Không bao giờ con đụng vào điện thoại vợ con, tại vì con tin tưởng con. Bà này là về là con vừa quay mặt đi là cầm điện thoại con lên, ông kêu là ông chỉ có thả tim mình tôi thôi, mà sao bữa nay ông thả tim bài này, thả tim nhỏ này đúng không? Trời ơi, bữa nay tôi biết rồi nha, ông thương hay là ông có cái chuyện gì ngoài đó. Trời ơi, kinh khủng. Bắt đầu là lôi đầu con dậy. Con đang ngủ. Cái này là sao? Cái này là như thế nào? Cái này là như thế nào vậy? Trời ơi, cuối cùng đâu ngủ được đâu. Lại là không ngủ được. Dạ, không ngủ được. Còn gì nữa không? Rồi mù đường kinh khủng. Bà này là cái kiểu người mà đi từ nhà đến nơi đi làm mà chỉ nhớ đúng một con đường ấy thôi. Ví dụ như một ngày nào đó công ty mà nó có chuyển qua một cái vị trí khác, bà đi lại cái chỗ cũ, tại vì ở đấy có một cái cây chinh cá hoặc là một cái cây cột điện. Không có nhớ tận đường. Vâng, có lần bà này công an đưa về luôn, con giật mình luôn mà. Là con đi làm, con đâu có biết là con phải về, con chỉ bà như thế nào. Mù luôn cả Google, mù luôn cả cái search map. Bà đi chợ cách con 500 mét thôi mà đi mấy tiếng đồng hồ không về. Trời ơi. Là bà đi lên đấy, bà mua được cái đồ đó, xong rồi bà đi lạc vào cái đường nhỏ đó.
Thế là đâu có biết sợt xiếc gì đâu, thế là phải hỏi từng người, thế cuối cùng người ta chỉ, bác cũng không biết đường đi luôn. Thành ra may có cái chốt công an, mấy chú công an đưa về, con giật mình, con sợ lắm. Thế hiện tại vợ chồng con đang ở khu chung cư, con phải tìm bằng được cái khu chung cư nào mà nó ngay giữa chợ. Bà muốn mua cái gì bà xuống, bước xuống chân xuống, bà bước tầm 10 năm 20 bước thôi bà mua xong rồi bà lên nhà ngay cho tôi. Bà bước tầm bước thứ 30 là bà lạc đường. Con dám luôn đi xuống nè, quẹo tay mặt đi 10 bước, mua đúng cái chỗ đó xong quẹo tay trái ngược lại đi 10 bước leo cầu thang lên nhà. Dạ đúng rồi. Con nghĩ con giật mình. Con nên cho nó thêm mấy cái cọng dây á để đi đâu cái nó cột. Cột rồi đi ra nó đúng nghiệp ấy. Đó đúng dạ. Rồi nha. Và bây giờ có mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì không nè? Lạc đường hay gì đó con cũng không có ấy lắm, tại vì con là có thể là người dẫn đường cho cô ấy. Cái chuyện mà ghen hay là vẫn cả vấn đề mà bớt lèm nhèm đi, tại vì con chỉ ở lại đi làm con về thôi, thì con chỉ muốn là vợ con là ít suy nghĩ cái vấn đề là suy nghĩ suy diễn ra rất là nhiều rồi. Giờ mình phải để coi là tại sao vợ con như vậy. Giang nói đi. Dạ thưa anh, những gì nãy giờ anh nói thì em có cớ để em biện minh này. Đầu tiên về cái lèm bèm trước đi. Trong nhà đi soạn đồ đi du lịch cũng là con, soạn đồ đi công việc cũng con. Mà con hỏi đi chứ bây giờ anh thích mặc cái gì? Quăng ra để quăng ở dưới đất gì đó. Nói ủa anh, cái đó là dơ hay sạch hay là mặc như thế nào cũng con ủi. Xong rồi quay qua quay lại, ổng ngồi ổng chơi game. Xong rồi cái la làng nói chuyện rồi này kia mà con hỏi không để ý. Con tức quá con nói là anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn lại coi bây giờ mấy giờ rồi, giống như ngày hôm qua vậy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi anh về sớm. Xong rồi rốt cuộc anh mở máy lên chơi con vịt. Con vợ sợ sợ đó không đi chơi con vịt à. Rồi á anh cũng thương con dữ lắm. Nguyên một cái thao đồ to vậy nè, đồ mà mềm mỏng như vậy nè, ông giặt hết, còn mấy cái quần jean để con giặt. Con nhờ anh à vô dắt tiếp em cái quần jean của anh. Nó dày quá, nó dài quá. Sao em lèm bèm quá, anh mới về nó về đâu cũng chừng được 1-2 tiếng đồng hồ rồi đó con. Mà tại kẹt chơi game. Còn cái chuyện mà ở ngoài xã hội thì cái vấn đề nó là vậy, từ cái một cái môi trường mà con tiếp xúc nhiều người. Xong rồi bây giờ con lên với ảnh thì chỉ còn có mình ơn ảnh à. Rồi lúc đó là con bị trầm cảm thì con cũng một mình con trong 4 bức tường. Xong rồi bây giờ con lên lấy ổng với con nội trợ thì con cũng một mình con trong 4 bức tường. Con suy nghĩ nhiều quá, con là một cái người mà thẳng tính. Con không thích cái gì hay là con ghét cái gì đó là con sẽ nói ra, con nói thẳng luôn trên mạng. Con đăng lên con nói sao mà đi đâu cũng nghe cái nhạc này hoài khó chịu quá rồi này kia vậy đó. Thì vô tình là ảnh hưởng tới công việc của ổng. Cái ổng mới nói là em ơi anh làm trong này anh làm em đăng như vậy là mệt anh đó. Rồi bắt đầu cái con ngồi con suy diễn đó, ủa tại sao không cho tôi động vô điện thoại của ông, tại sao có mấy người kia có nói gì không hay là như thế nào. Ổng thường ít có để ý lắm, phải có cái một cái người nào đó ở phía ngoài nữa để ý rồi tác động tới ổng, nói là hôm nay vợ mày đăng như vậy, vợ mày đăng như thế này như thế kia vậy đó. Rồi cái con mới thành thử con mới cầm điện thoại ổng xuống. Và một lần con vô tình con cầm được cái điện thoại của ổng, đây là lý do con ghen nè cô. Con thấy người yêu cũ còn trong đó 2 người luôn. Rồi chứ một cái bạn nào đó mà cái khoảng thời gian đó là anh phải bay về Nha Trang, anh đi đám cưới của một người bạn. Thì anh bay ra tới ngoài cánh nhắn tin cho bạn kia là ừ em ơi em có ở Nha Trang không, em đi đám cưới với anh không. Ủa sao anh không nhận bạn gái, anh thấy công khai rồi mà. Đâu có đâu, anh đâu có bạn gái. Mà lúc đó là trước đó mấy ngày trời là đi về nhà con là ờ bác ơi con với Phương cũng tìm hiểu lâu rồi, cuối năm nay cho gia đình con qua để hỏi cưới. Trời ơi con tức nghe mà con không ngủ luôn 3-4 giờ sáng mà con tự. Mà bữa đó con cũng ngồi con suy nghĩ ủa tại sao mình không nằm trên giường mà mình phải đi xuống dưới đất mình nằm. Rồi qua tới ngày hôm sau con tức quá, con phải nói mà vừa tức mà vừa khóc. Đó lý do vì sao em ghen đó, anh hiểu chưa? Không có lửa sao có khói đúng không? Nãy chị mới nói là phải biết lý do tại sao vợ con ghen. Cho nên cuộc đời này quý vị cũng nên nhớ rằng chúng ta nghe cái gì cũng phải nghe hai bên. Phải nghe hai bên. Thôi hiểu vấn đề rồi. Dạ. Bây giờ con có mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì không? Những cái lúc mà ở bên ngoài á, có một số người kiểu giống như là nói không hay về con mà con không thể nào mà con đi từng người đó con giải đáp cho họ là tại sao tao mập tới như thế nào hay là như thế kia. Thì con chỉ cần ảnh lên tiếng anh nói thôi, tại có một lần con bị chọc, con bị ghẹo á là em mập như vậy đó rồi làm sao anh Phước anh chịu nổi. Mà ảnh em nghe hả? Lúc đó con chỉ cần ảnh lên tiếng một tiếng thôi, nói là anh chịu được, anh đâu có nói với em là anh chịu không được vợ anh đâu, chỉ cần một câu như vậy thôi bảo vệ con là đủ rồi. Con không cần gì thêm nữa chứ. Con không nói gì. Tính của con là nhẫn nhịn từ bé rồi. Con không có lớn tiếng được. Nếu mà đó là một người lạ đi thì con sẽ làm dữ luôn. Nhưng mà tại vì đó là một người em, cũng người em thân thiết, nên thành ra con muốn nhắn riêng và muốn nói chuyện trực tiếp riêng với người đó là chú như vậy là không được. Tại vì bản chất của một người đàn ông không bao giờ được chê một người phụ nữ xấu hay là bất cứ nói gì về một người phụ nữ. Là con đã giải thích với bạn đó rồi đúng không? Dạ con cũng nói rồi. Thì mà con biết không? Cái đó con không biết đó, mà một khoảng thời gian sau thì cái bạn đó có gặp con xin lỗi. Cô nói nè, cái vấn đề ở đây là tất cả mọi người xung quanh con, đặc biệt là bạn bè và em út, những người thân thiết của con phải tuyệt đối tôn trọng những gì của con. Trong đó có vợ con của con, bố mẹ con, anh chị em, dòng họ, nhà con. Nếu bạn muốn chơi với tôi,
bạn muốn làm em út của tôi, đầu tiên bạn phải là cái việc đó trước. Tại vì những cái gì của tôi, đó là sự chắc lọc của tôi, là cái sở thích của tôi, là cái điều mà tôi trân quý. Thì muốn đối với tôi tốt thì phải trân quý những cái gì của tôi. Yeah. Cho nên cái việc mà con giải thích sau này vô nghĩa. Trong trường hợp này con phải nói ngay lập tức luôn, chỉnh ngay: chú vậy là chú sai, vợ của anh đối với anh là số 1. Cho nên vợ anh có bất kỳ điều gì chú không được quyền nói, phải bảo vệ yếu nhân của mình. Sau cái được đó cô, đến bây giờ hiện tại con vẫn suy nghĩ là mình làm vậy đúng hay sai. Không phải con biện minh cho con, mà tại vì từ trước đến giờ con làm công việc là để hài lòng người khác. Con không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người này. Mình phải làm bằng cái chính kiến của mình. Đó là về phía con. Còn về phía con, con bị cái trầm cảm, con đã vượt qua được rồi, đừng bao giờ con để nó quay trở lại. Mà cái việc đó là con sẽ không nhờ cậy vào một người nào cả. Mình phải tự lực, đưa cái công được là mình hưởng. Con sẽ làm tất cả những cái gì mà tốt nhất có thể cho con. Vợ con là rất là mong em bé, rất là thích em bé và muốn có em bé lắm. Nhưng mà có những cái là kiểu như mong muốn quá đi thì nó kiểu lại gây ra cái suy nghĩ và lại cái stress. Và có một số lần là kiểu như bị báo giả cô. Vì sao nó mong có con biết không? Như nãy nó nói á, mình ơn nó trong 4 bức tường. Con thì công việc rất nhiều, nhiều mối quan hệ, trong khi vợ con nó không có một cái mối quan hệ nào khác ngoài 4 bức tường ở trong căn nhà đó. Thì bây giờ nó cần phải có một cái gì đó để nó bám víu, nó khỏa lấp tất cả những cái điều nó đang trống trải. Con hình dung chưa? Dạ. Yeah. Đó, thành ra con phải hiểu cái tâm lý đó. Điều cần thiết của con bây giờ là cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ, chuẩn bị cho một cái tinh thần thật đúng là rồi. Tốt. Và tự nhiên mọi điều mà con mong muốn sẽ được. Cái điều mà chú mong muốn nhất là con sẽ thay đổi bản thân, nghĩ những cái gì nó tích cực. Con à, nha. Hai chồng này ôm nhau cái đi nè, trời ơi. Ok. Trời ơi. Rồi. Em tên là Đoàn Tuấn Phương. Em là nhân viên kinh doanh của một công ty viễn thông. Dạ, em 3 năm nay là năm 35 tuổi. À, em tên gì, giới thiệu về mình. Dạ, em là Võ Thị Ngọc Ánh. À. Em 31, em là nhân viên văn phòng hành chính. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Là hai tụi em làm chung một công ty, nhưng mà hai bộ phận khác nhau. Cô này làm tiếp tân, còn em thì là đang làm nhân viên kinh doanh. Thì sau một thời gian thì em thấy cô này cũng được, cũng phù hợp với là trong cái bộ phận của em, thì em mới đưa cô lên cái văn phòng. Được là năng lực hay là được về nhan sắc? Trước mắt là về được năng lực trước đã. Sau thì em có một cái cơn bệnh. Cơn bệnh thì cô này cô làm hỗ trợ đặc biệt cho em dạng như vậy á. Nhưng sau đó em có những điện thoại thì tụi em tâm sự thì dần tụi em cũng có thể là mến nhau. Tâm sự gì anh? Dạ, lúc đầu chỉ là công việc thôi, miễn sao là xong dự án thôi chứ không kể như giờ giấc gì hết, nên có thể là giữa khuya cũng phải ngồi dậy làm. Đó là công việc. Dạ. Thì anh em nói chuyện chơi thu vui thôi, nhưng mà riết là thành thói quen, tối nào cũng phải gọi nói khoảng 2-3 tiếng mới chịu. Lần đầu tiên em gặp ảnh em thấy ảnh như thế nào? Chảnh chọe lắm. Em có cảm tình với anh không? Em không thích. Nhưng mà lúc anh nâng đỡ em á thì em có nghĩ là do là em có năng lực hay là em nghĩ là anh để ý em? Dạ không phải là hai để ý đâu, tại vì tụi em cũng không có ấn tượng gì về nhau hết á. Dạ. Rồi bên nào chính thức cua bên nào? Lúc mà tụi em làm việc chung với nhau á, vẫn xem nhau là anh em, thì mỗi bên đều có bạn riêng hết rồi. Và cả 4 người đều biết nhau. Sau đó thì em chia tay bạn em trước, thì anh cũng chia tay với bạn ảnh. Sau đó thì em làm việc lúc đầu thì cũng chỉ xem như anh em thôi, hỗ trợ hết mình làm việc tốt thôi. Sau đó thì em thích ảnh trước, nhưng mà em không có nói. Chắc là đẹp trai. Lý do gì mà em thích ảnh? Ảnh vui vẻ, ảnh hài hước. Nhưng mà anh muốn hỏi là khi mà ảnh chăm sóc Phương thì có cảm giác của Phương ra sao? À, lúc đó cái tâm trạng rất là bi quan, còn em cũng bận mình nặng lắm. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là chỉ là một người bạn, người đồng nghiệp dạng như vậy hỗ trợ mình thôi. Nhưng mà thật sự là sau này thì mình cứ tự nhiên tình cảm thì dần nó nảy ra, nó phát sinh ra dạng như vậy. Những cái hành động, những cái chăm sóc và trong cái bi quan đó, trong cái tuyệt vọng đó mà thì em tìm ra cái tình cảm. Dạ. Và sau đó là hai người lấy nhau. Dạ. Không bao lâu? Nếu vậy thì cũng khoảng 1 năm anh. Nếu vậy thì cái hôn nhân này rất là hạnh phúc hả? Dạ không, không phải là tụi em không hạnh phúc, nhưng mà có nhiều cái em phát hiện là ảnh không có giống như trước kia. Quan điểm tụi em khác nhau. Quan điểm khác nhau chỗ nào? Em lấy về em mới thấy ảnh gia trưởng. Trước kia quen thì ảnh thoải mái lắm, làm xong việc anh em đi ăn, đi cà phê. Nhưng mà về nhà thì ảnh không phải vậy. Ảnh muốn em làm theo ý ảnh, nếu mà không đúng thì ảnh sẽ nhăn nhó, khó chịu lắm. Và ảnh có một cái điều là những cái việc vặt vãnh cũng hay khó chịu, cũng dễ bực lắm. Có hay là vào quát em không? Có anh, có một điều làm em rất là buồn, đó là nói không suy nghĩ. Có nghĩa là đang giận nói cho sướng hết cái giận thôi. Dạ. Trước khi em nói điều đó ra thì anh có thể đoán được điều đó. Tại vì nhìn thấy ông này cái mặt căng lắm. Dạ. Không, thường là như vậy nè. Có thể là
chồng em á gặp những cái stress nặng trong công việc, gặp những cái stress rất là nặng mà chưa giải tỏa được thì rất dễ bị cái trường hợp như là chồng em vướng phải. Ví dụ như là những cái cơn giận đó là những cái lúc xả, và khi xả là xả cho bằng hết, xả hết những cái năng lượng xấu ở trong người á mà mình không biết là mình xả cái gì luôn. Dạ, mình chỉ biết là mình dồn, mình xả ra hết thôi cho nó xong, tới cái đó là mình cạn cái phần xả đó là mình sẽ bớt, mình sẽ bình tĩnh trở lại. Đứng về mặt người vợ á, em phải hiểu được chồng em bị stress cái gì, căng thẳng ở cái gì. Tức là giống như mình tìm bệnh là mình phải bắt được cái cơn căn bệnh đó thì mình mới trị được. Chứ còn để con bệnh mà tự hiểu ra cái điều đó khó lắm. Có thể là đúng chị, khi mà có vợ, có con, tất cả mọi thứ nó cũng nó mình cũng lúc mà mình hơi suy nghĩ về sâu xa về tương lai nhiều. Thì lúc đó thì nó tác động à, ví dụ mình có vấn đề gì thì vợ mình như thế nào, con mình như thế nào, gia đình mình như thế nào. Những cái mối quan hệ xã hội lúc đó nó bị không được tốt như hồi xưa nữa. Thật sự lúc đó mình không kiểm soát được bản thân của mình. Chị cho Thượng hỏi thì cái chuyện đó nó có thường xuyên xảy ra? Thường xuyên anh. Và em không có cái giải pháp gì để mà chế ngự được những cái điều đó? Khoảng thời gian sau này thì Phương cũng đã cố gắng là giữ cái bình tĩnh không. Nhiều hơn rồi. Cái vấn đề ở đây là như vậy nè. Em có hiểu được chồng em đang có những cái căng thẳng đó không? Ở đây chị không nói vấn đề mối quan hệ xã hội không nha. Mà ở đây ngay cả trong cái mối quan hệ trong gia đình giữa hai vợ chồng nữa, ở đây hai chồng phải tìm ra được cái nguồn cơn. Yeah. Ngay cả vợ em cũng sẽ bị stress, nhưng mà cái dạng stress của vợ em nó là một dạng khác, một thể mà thể nguội. Yeah. Thể nguội, thể lặng mà em có thể chịu đựng được, em có thể nuốt được cái stress vào trong và em xả ra bằng một hình thức khác. Yeah. Còn chồng em lại ở trong cái dạng thể nóng đó, thì bây giờ hai vợ chồng tụi em á, ví dụ như không thể nói với nhau được thì có thể là trong chương trình này mình có thể nói ra thì em sẽ giải tỏa được. Có một cái câu chuyện nào dẫn chứng cho cái sự mà bất đồng quan điểm của hai vợ chồng? Chuyện gần đây nhất á, tất nhiên công ty có tổ chức một show áo dài cho nhân viên nữ. Những cái lần tập của cái show đó thì em cũng chỉ tới cho có mặt thôi, tại vì em có con nhỏ. Sau đó thì ảnh có vẻ như là không hài lòng là tại sao là em không nghĩ cho cái công việc của ảnh, là ảnh tới tiệc đó anh phải tiếp khách. Nếu mà em tham gia như vậy thì ảnh vừa giữ con vừa tiếp khách. Em cũng chia sẻ quan điểm thế này, thật sự ra là cũng làm cho công ty thì cũng có những cái mâu thuẫn, có thể là cũng có lợi mà cũng có hại chồng. Em là một người sale thì đương nhiên trong những buổi đó sẽ gặp khách khứa bạn bè rồi trong đó. Nếu như vậy em tập trung hết mọi thứ ở trong cái show dài như vậy thì lúc đó chẳng là em bồng đứa con đi gặp khách này gặp kia, chính xác là mình không thể, mình không chấp nhận cái chuyện vậy được. Nên cuối cùng phải đưa mẹ của em đi theo để mẹ giữ bé giùm. Lúc đầu thì mẹ không chấp nhận cái chuyện đó, mẹ không thích đi. Đó thì đâu này nó cũng có nhiều cái. Nó thật sự em cũng muốn dạy em là gì, à cố gắng để theo cái hướng của chồng một chút dạng như vậy để cho công việc nó tốt hơn. Quan điểm của em là như thế này, đã cưới một người vợ về rồi thì em phải là một người vợ của gia đình, là một người mẹ của con, thì em cũng không chấm hết toàn bộ 100%. Cái nào thật sự quan trọng thì mình đi, còn cái nào không quan trọng à thì ví dụ mình có thể là mình kiếm cách để mình từ chối, chứ không thể nào mình chấp nhận hết 100% tất cả những cái cuộc chơi như hồi xưa được nữa. Ý của Phương là như vậy thôi. Thật ra thì ảnh cũng không phải là quá khắt khe đâu, cũng muốn em đi chơi, nhưng mà từ sau khi tụi em có con rồi thì ảnh muốn em dồn hết thời gian cho con, hạn chế ra ngoài. Nhưng mà hai vợ chồng em có hay đi chơi riêng không? Dạ có, thỉnh thoảng nhiều. Có một điều em muốn anh chỉnh sửa là ảnh nên cảm thấy vui với cái khoảnh khắc với gia đình. Ví dụ như em muốn cho con đi siêu thị thì ảnh chỉ chở hai mẹ con đến siêu thị, hoặc là ảnh sẽ đứng ở ngoài, hoặc là ảnh đi đâu đó anh cầm về tới đón, hoặc là chở con đi công viên đi chơi thú nhúng cũng vậy. Hiếm khi nào mà ảnh vào chơi với cả nhà lắm, ảnh không thích. Ôi vậy thì tại sao em lại nói chồng em rất là người chu, là cái người chu đáo cho những có nghĩa là ví dụ như kỷ niệm ngày cưới ảnh sẽ nhớ. Và ảnh sẽ book một cái tour đi chơi. Có nghĩa là cái quan điểm thì hồi nhỏ là không thích vào những cái nơi đông đúc, vẫn thích chơi với con, vẫn thích chơi đồ nói chuyện như vậy, nhưng mà vào những cái chỗ như vậy thì là mình không ưa. Bây giờ chị hỏi em nè, cái điều mà lúc nào cũng hiện hữu trong đầu em là vấn đề gì? Chỉ có hai cái duy nhất thôi. Thứ nhất á là cái kiếm tiền để lo cho gia đình. Và cái hai là vợ con của mình thôi. Tức là cái điều lúc nào hiện hữu trong đầu em là làm sao kiếm tiền và vợ con. Vợ con đúng không? Em biết điều đó không anh? Dạ em biết. Tại vì thật ra sau mỗi lần cãi nhau thì tụi em đều ngồi nói chuyện lại với nhau để nói rõ là tại sao lần đó cãi nhau, và phải thỏa thuận là lần sau không có như vậy nữa. Thì thời gian gần đây tụi em cũng có thỏa thuận và tình hình nó cũng tốt hơn rồi. Nhưng mà ý em muốn nói ảnh là tương lai thì còn dài, mình từ từ mình lo. Kinh tế mình cũng không đến nỗi là quá khó khăn, thì mình cứ tận hưởng cái thời gian với vợ con. Em thấy là cuộc sống của ảnh không có niềm vui gì cả. Ảnh đi chơi với vợ con, nhưng mà trong suy nghĩ của ảnh là ảnh đi phục vụ vợ con, ảnh chở vợ con đi chơi, chứ không phải là ảnh đi chơi với vợ con. Còn bây giờ chị Đương muốn hỏi em, trong đầu của em lúc nào cũng là cái điều gì hiện hữu trong đầu em? Là con em. Có chồng không? Có. Rồi còn gì nữa không? Tiền không? Em không quan trọng về tiền. Em cố tìm mọi cách để chăm sóc con em tốt nhất, hỗ trợ chồng em tốt nhất và lo cho gia đình thôi. Đó. Thì bây giờ tụi em gặp được nhau ở một cái điểm chung là hai người đều nghĩ về nhau và nghĩ cho cái gia đình nhỏ của mình, đúng không? Đó, chỉ có một cái khác nhau, đó là em thì muốn hướng ngoại và chồng em thì lúc nào cũng muốn hướng nội. Dạ. Hai cái điều đó tưởng là không quan trọng nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó sẽ rơi vào tình trạng hai vợ chồng là đồng sàng và dị mộng á.
có nghĩa là chung một giường mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái enjoy khác nhau. Thì cái vấn đề duy nhất tụi em chỉ có một cách là em phải tôn trọng và chấp nhận cái việc là cái điều gì làm cho chồng em sung sướng cho cái bản thân ảnh. Và ngược lại, nếu như vợ em đã làm được điều đó cho em thì em nhớ là khi em đã đi chơi với gia đình em rồi, em phải hòa vào. Có nghĩa là em phải hướng ngoại một chút để em chi, em hy sinh cái đó cho vợ con em. Đúng không? Theo chị thì tụi em chỉ có một hình thức duy nhất như vậy tụi em mới dần dần bỏ được cái đồng sàng dị mộng đó. Chứ còn không cứ một người hướng nội, người hướng ngoại, người này đòi người kia phải theo người này, người nọ đòi người nọ theo người kia là không bao giờ được hết á. Là cái đó là nó rất nguy hiểm tới mỗi ngày mình. Mỗi người bớt một hướng đi chút xíu, bớt chút xíu. Không, cái đó là chị nói nghiêm túc luôn. Rồi, thôi chúc hai bạn vui vẻ, nội ngoại hợp chung nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy ạ. Rồi, mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa á, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy á. Nhờ ông mụ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Thì tôi mà trời ơi. Tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Thấy vậy chứ hít đất hả, trời ơi siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn hả. Rồi là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ, biết không, làm gì không biết, biết không biết hả. Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à, còn Khánh hít tới 30 cái là ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Dạ. Đó. Bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi. Còn sao mà hai đứa gặp nhau? Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị cũng em chưa nghe luôn. Chị đã... Ủa? Trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sao nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đúng không? Danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Rồi giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm thẳng bằng tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò.
Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em và lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cơ đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân, em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh, cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm, khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi, thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn, thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiêu, đỡ em tìm hiểu thêm. Chỉ là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên Facebook. Đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới nhớ tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cũng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho bạn được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn, em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vợ chồng em. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về, em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm, em nằm em thao thức em chờ. Hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Thì cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em, rồi
đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều. Thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn, thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Đây là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em á, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng mà do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á, thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn á, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào, rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn rồi, xong mình hỏi thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì em bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình cứ... mời cái về là của về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng á. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết, rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc anh tới gọi cửa thăm nhà là em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi, em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Thì em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. Hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa, thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ
chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em cũng có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy ấy. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen, thì em bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời, thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em, mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ không đồng ý. Là cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Yeah. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao? Mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê bắt xe lên thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ, em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai á, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Dạ. Cho đến lúc gặp mẹ thì dạ. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Dạ. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tối em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường. Tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về. Lúc đó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Là coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á. Số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn,
rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt rồi 12 giờ mới được nghỉ rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách để là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dần đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng 1 tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe thế em kể thì cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mình biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe, đẹp như thế, phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực. Giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là
bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc, em vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Để rồi hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi đẹp quá, mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu của nhau. Tật xấu đi chị ơi. Đó. Tật xấu đó. Tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh, là chị đi. Đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng. Chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đề quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Đang là phần kia. Nha, cái phần coi như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, không nhắc lạc đề cái em cũng biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy căn lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là
không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ quên bản thân mình. Lúc có em về là vợ xong rồi, bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thương bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được, về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi cái gì hết. Không. Từng dễ sợ. Đang này sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em một con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc không thôi. Bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ em làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng có mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Nhưng mình cũng giống như một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thật ra vợ em thì em định ông hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới bóc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ. Kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy. Kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi, hôm nay là mình live stream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. Chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến là mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó thì phải hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị
ảnh hưởng khi mà họ, vì vợ em chưa quen cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn, dạ rất hay khóc nhè, chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê, dạ là hay bị mọi người có những comment họ chê, bắt đầu là khóc khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó, vậy cũng là thật xấu luôn, không chịu đựng nổi được áp lực của comment, cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi, nhưng mà giờ sao luôn, giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ chỉ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình, thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vợ. Với lại chị năm tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi, là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á, thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu, cứ bắt buộc nặng nặng đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á, lo cho em ở nhà nó còn lo nhiều hơn khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á, ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này, chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Điểm chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc cái này chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó, đúng không? Nghe. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ. Mình